Vâng, chào bạn Văn Ca, chào Hà Kim Trường, chào Vâng, Văn chào Ngọc. bạn Văn Ca, chào Hà Kim Trường, chào Vâng, Văn chào Ngọc. bạn Văn Ca. Chào Thông Phạm Đạt. Chào Hoàng Thành Trinh. Vâng. Cảm ơn nhân TH đã cho số 1. Chào và Đô Hà và vậy, chương trình tôi thì nó không giới hạn, chỉ sợ là các bạn không thì giờ ngồi nghe thôi. Tôi có thể nói lâu được không sao, mà nói ngắn cũng không sao, thầy nói sớm cũng không sao, nói trễ cũng không sao, không thành vấn đề lắm. Quan trọng là chúng ta có chia sẻ được nội dung vấn đề hay không đây. Chúng ta được 33 người vào xem. Ngày hôm qua là từ ngày mà lập cái KBTHNTV này đó, là tờ vờ số 2 này, thì ngày hôm qua là số người vào rất là đông, tới đang tương tác là khoảng chừng 900 người đã vào online ngày hôm qua. Thì chắc chắn trong số đó là chúng ta biết ngoài những anh em mình thì đa số là những người núp lùm hoặc là những bà con tò mò. Cái đám núp lùm thì thật sự nó cũng không không có đông đâu. Hai ly nhà báo nói rất đúng, không biết nói cái gì đúng đây nhé. Văn Ca theo nhà báo thì chuyện đàng hoàng như Hùng thì bao giờ thì có thể kết thúc và nó phải câm hõm? À, cái đó nó cũng còn tùy thuộc vào trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đây. Nói về ông San Kham đấy, đấy. Ông còn đập nhà báo thì tức là chuyện Hoàng Duy Hùng không bao giờ chơi chấm dứt được. Chưa biết. Phe ta còn đập phe mình thì là đừng có nói chuyện Hoàng Duy Hùng nó tới đâu nhá. Bữa nay tôi trả lời ông San Kham à, nha. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là đúng 10 giờ tối ngày 28 tháng 5 năm 2022, ngày thứ bảy. Ở bên Việt Nam các bạn bây giờ là 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 5 năm 2022, vào ngày Chủ nhật. Vâng, chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ, an bình. Hy vọng là thời tiết tốt đẹp cho chứ ở bên Mỹ này thì thời tiết nó kinh khủng lắm. Tôi không hiểu tại sao năm nay là tới bây giờ là cuối tháng 5 rồi đó, mà nghĩa là thường thường những năm trước là nóng chảy mỡ ra, mà ngày hôm nay thì lại ngày hôm qua thì tương đối bình thường đấy, bữa nay thì lại cái lại trở lại gió trở lạnh đấy, kỳ cục đấy. Chưa bao giờ tháng 5 mà lạnh đấy. Vâng, chào bạn Nguyễn Huy Thắng à, phải Nguyễn Huy Thắng ở bên 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 Đức không đây đấy. Thì trong nói thật với các bạn là vui lắm nha, vui lắm. Trước khi là đáng nhẽ ngày hôm nay không có livestream là tại sao hai ngày hôm nay đó đi ra làm vườn, 76 tuổi đi ra ngoài làm vườn mà lại lót gạch nhỉ, quý vị biết là nó cái không phải khiêng vác gì, nhưng mà cục gạch nó hơi nặng, nó bằng xi măng, nó đúc bằng xi măng trắng và xi măng đỏ, tức là xi măng có nhuộm đấy, thì cứ phải xếp một viên trắng và viên đỏ thì nó thành giống hình cái bàn đánh cờ của Mỹ ấy, đánh chess, thì nó hơi nặng tại vì nó cứ khoảng chừng hai găng tay. Hai găng tay chắc cũng khoảng chừng một một mét mà. Hai găng tay chưa tới một mét nhỉ. Vâng, thì đại khái thì lâu quá mình cũng không có
tính toán này kia nó thì nó hình vuông vào nó đau nhất. Đau nhất thì ngày hôm kia đó uống sáng uống một viên, tối đi ngủ uống một viên, nó quất cho một giấc. Sau khi live stream xong á, nó quất cho một giấc đến 11 giờ rưỡi trưa ngày hôm sau mới dậy, mà lại cũng chưa muốn dậy luôn á. Nó đừ đừ đừ, nó chỉ muốn nhằm nằm thôi đấy. Thế lúc ra đi vào ngồi làm bản tin cũng hãy ngủ gục mà rớt cả con chuột xuống dưới đất, con mouse. Tối ngày hôm qua cũng vậy, thì ngày hôm nay có lẽ nó ngấm nữa. Ngày hôm qua thì uống có một viên, buổi tối đi ngủ nó làm người giống như là người cứ giật giờ, như là đi say xe hay là đi Trường Sa. Mình không đi Trường Sa mình cũng say sóng ở nhà nó cũng say sóng, làm biếng tính không làm. Đi không làm thì vào kiểm tra cái kênh của Lê Thái thì thấy cái bài này ông San Kham vô tình. Thì cái bài này thật sự rằng có bạn đã thông báo tôi tuần bữa trước, thì tôi lại chưa có thời giờ nghe xem. Đó. Mà thí dụ tôi có xem á, thì tôi cũng cũng vẫn đưa lên à, chẳng có gì là phải giấu giếm hết. Vâng ông hai ly thì lát nữa tôi sẽ chiếu cho các bạn, tôi không có nói gì ông San Kham hết này, thì các bạn làm chứng đi nha. Các bạn làm chứng thì cái đó nó mới là vui. Thì tôi nghĩ rằng có thể rằng là bây giờ là cái vụ Hoàng Duy Hùng này cũng giống như kiểu anh Phạm Trung Nghĩa bữa trước đấy. 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 Là cứ sợ như là tôi giành công làm giống như là chiến thắng Hoàng Duy Hùng tới nơi rồi, tôi sợ tôi cướp công thành ra rồi tự nhiên lên đánh chặn đầu tôi. Thì tôi thấy là cái chuyện này lại là, mà là cái video này là của Châu Huỳnh làm, thành ra tôi cũng chẳng có lạ gì hết. Nó xin lỗi bữa trước thì tôi cũng có chửi ông Châu Huỳnh về có một người nick giả mạo, thì cái nick mà Châu Huỳnh 377 thì nó chết mẹ rồi. Nhưng mà cái thằng nào nó lấy Châu Huỳnh 377 thì tôi cũng trong lúc thì có cái thành kiến với nhau này nha. Vừa nói Châu Huỳnh 377 là tự nhiên cái máu trong người nó bốc lên giống như Lê Thái bữa hôm kia đó. Nhưng cái máu của Lê Thái bốc lên nó có cái lý của nó, là tại vì cái thằng trung tướng ấy, ba xa trung trung nó là tam, tam là ba, ba hy tôi gọi là ba xa đấy, ba xa con giá lắm mà cá ba xa đấy. Cá mà người ta gọi là cá ba xa là cá Việt Nam mình hay gọi là cá tra, chứ cá mà hay ăn cứt gọi là con gái xỉu đá giặc Hoàng Duy Hùng về 28 tháng 5 rồi à. Vâng thưa các bạn à, chào các bạn mới vào à, hai găng tay khoảng 40 cm. Vâng cảm ơn bạn Tuấn Trần. Hai găng tay là khoảng 40 cm đấy. Chứ 1 mét thì một mét thì chắc là cái người mình đã cao được có 1 mét, 1 mét 65 mà mấy cục gạch đấy là nó 1 mét thì chết mẹ luôn. Cảm ơn Tuấn Trần, chào Xuân Nguyên, chào con gái xỉu đá à, hai ly vâng cá cha. Thì bây giờ Tam Hy tôi gọi ông là cá ba sa à, cho dễ nhớ đi. Ông xứng đáng, ông xứng đáng làm cá ba sa Phan ca ba sa là sai rồi, ba hy là ba nhồn theo tiếng Tây của ông San Kham à. Ông San Kham thì ông lúc thì ông nói cũng có đúng, mà lúc ông cũng nói sai. Thành ra bữa nay ông nói về tôi, tự nhiên ông nói về tôi và vô tình thì tôi lại ngồi đang ăn. Tôi tại vì khi mà Lê Thái chọn á,
thì thường thường nó có một cái giá trị của cái nội dung. Thì bà Lê Thái làm tới ba cái clip, và tôi nói thật đấy, khi mà Lê Thái gửi những cái clip để nhờ tôi úp lên đó, tôi không có thì giờ tôi xem, tôi chỉ để nó cho nó chạy, tôi chẳng xem là cái nội dung nó nói cái gì. Đó, bởi vì đây là quyền của Lê Thái mà, kênh của Lê Thái mà, Lê Thái thích cái gì Lê Thái đưa lên, tôi không trách Lê Thái chuyện đó. Và tôi đã nói cho nhiều lần, chủ trương của tôi rất là, tôi không phải là cái người mà nghĩa là sớm đầu tôi đánh như kiểu mà Đức Đầu Bạc, giận một cái hở một cái, giận cái thì là xóa mẹ cái video nó đi, ngu sao mà đưa lên, nó nói xấu mình đưa lên. À như tôi lại khác, à nó nói xấu mình đưa lên thì để cho người ta đánh giá. Bởi vì Sancam thì cũng còn nhỏ hơn tuổi tôi hơn, chưa chưa tới, mới ngoài 60 à. Thì bà, bạn Hy Lê hỏi bác Hùng có nói gì ông Sancam đâu, ông Sancam nói bác Hùng thì cũng vui. Vâng, thì nhà báo không nói gì Sancam mà bây giờ Sancam lại lôi ra mà còn nói tôi là nói sai nữa ấy, nó vui ở chỗ đó. Mà khi tôi nói sai thì tất cả những gì tôi nói về Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Trường Mõm Đông nó có sai không? Cũng sai luôn theo nguyên tắc một sự bất tín là vạn sự bất tín, đúng không? Thì tôi không hiểu là anh Sancam ngu hay là tôi ngu, tôi không biết, giữa hai người có một đứa ngu. Thì mà đi đánh một cái, tôi đang đánh bảo tôi sai thì tôi sai một điều thì tức là đó, chính ông Sancam là người phe của mình phê bình thành ra. Đấy, đấy. Thì cái chuyện ông Đức Đầu Bạc thì chúng ta cũng bữa nay tôi có xem được một cái clip thì ông tôi nghĩ thế nào Lê Thái cũng đưa lên, tôi ghét ba đứa này lắm, tôi không có đưa lên đâu, tại sao lại mình tự nhiên vậy. Nhưng mà tôi thấy là lý do tôi xem là tại vì có một bạn ở đây này cũng ở quận Cam chung với tôi gửi cho tôi hồi chiều, thì cái clip đó hổ mèo nó chửi Đức Đầu Bạc cách đây 2 ngày mà tôi chưa, tôi cũng chẳng có xem nữa, thành ra tôi cũng chẳng biết nó nói cái gì. Thì Lê Đái có chắc là thể nào cũng lại nhờ tôi úp lên hay là sao để đăng cho bà con xem, thì bà con chịu khó chờ, hay là có nhiều cái các bạn xem rồi nữa không biết, thì không biết là tôi thì tôi có nhắn tin trước là tôi sẽ nói về trả lời ông Sancam, thì không biết ông Sancam có ngồi chưa. Tôi biết thì ông hay vào trong này, thì ông có vào trong này thì ông mới biết tôi nói cái gì và tôi nói gì thì ông mới phê bình, đúng không? Đấy. Thì nhưng mà cái chuyện này đó nó lại dẫn dắt tôi về cái kỷ niệm, những chuyện tình đôi mươi chan chứa như chưa bao giờ phai. Thành ra nó lại sống lại cái chuyện ông Phạm Trung Nghĩa. Thì ông Phạm Trung Nghĩa thì bây giờ cũng hết rồi, tôi cũng trả lời ông Phạm Trung Nghĩa rồi, đâu nó cũng ra đó rồi. Thì cái nếu mà tôi ngưng không nói về Hoàng Như Hùng giống như Phạm Trung Nghĩa đấy, yêu cầu đó, thì chắc giờ này có nhiều chuyện về Đức Đầu Bạc, nhiều chuyện về Hoàng Duy Hùng chắc không, đâu có ai đưa lên. Thế mà ông Sancam bảo tôi là kẻ công, thế mới chán. Tôi có bao giờ kẻ công như các bạn. Tôi làm cái kênh KBC Hải Ngoại bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ tôi kẻ công cái gì với nhà nước Việt Nam hết. Vậy mà tôi được mời đi nhiều nhất và mời về nhiều nhất. Tôi với Phố Bôn Ra TV là hai hai thằng làm YouTuber mà được mời về nhiều nhất, là tại vì chúng tôi dùng cái phương tiện truyền thông để mà đưa những hình ảnh và sự kiện tại Việt Nam, thành ra chúng tôi ấy, thì cái điều đó nó đã nói về hữu xạ tự nhiên hương. Tôi chưa bao giờ tôi kể công nữa. Tôi thế này tôi thế kia, đôi khi thỉnh thoảng đấy
mình cũng hãnh diện một chút xíu. Thế cái hãnh diện nó cũng chẳng có gì gọi là xấu, đâu phải như cái kiểu mà thằng Hoàng Duy Hùng. Giá mà anh Trang Kham mà anh tấn công thằng Hoàng Duy Hùng mạnh như anh nói về tôi đó, tôi nghĩ rằng thằng Hoàng Duy Hùng nó chết từ lâu rồi. Ngay cái chuyện của anh ấy, anh là người đi lên đề chơi cùng với Phùng Nên. Bây giờ Phùng Nên thì thấy, quý vị thấy là bỏ chạy rồi. Vì lý do gì tôi không biết, nhưng mà sau khi cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì Phùng Nên bỏ chạy. Trước khi bà bị bắt 2 ngày, Phùng Nên lại còn gặp được bà Nguyễn Phương Hằng ở ngoài Hà Nội nữa. Hãnh diện kinh khủng luôn, còn tặng qua tặng lại, quả quyết vậy đó. Thì sau khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì Phùng Nên trốn luôn. Thì cái chuyện đề chơ tức là cái chuyện liên quan đến Nguyễn Quang Trường này, anh ở trong nước anh còn chưa giải quyết được, thì anh đừng nói cái chuyện gì ở hải ngoại. Nhất là anh phê bình tôi, anh phê bình bằng đúng cái thằng Hoàng Duy Hùng nói, cái đó là cảm tính. Cái mà anh suy diễn, anh nghĩ ra anh và anh cho nó là như vậy. Thì bây giờ tôi mời các bạn xem. À, tôi có và vâng, tôi cũng đề nghị các bạn không nên ấy, tôi đồng ý với anh Quang Phố Cổ. Hai ly, đó là việc riêng của hai người, không hàn gắn được thì thôi, ngồi im mà nghe, không nên đổ dầu vào lửa, đúng vậy. Thì tôi đã thì được, không có gây hấn gì với anh Trang Cam hết, quý vị thấy không? Lúc nào cũng khen hết, và còn khen anh ấy là một nhà ngoại giao nữa. Và tôi thấy rằng cái nguyên tắc của anh giải quyết đúng theo cái chương trình của chính phủ, đúng theo cái quy định của chính phủ, tức là những người giải thích giải quyết cũng giống như họ đang giải quyết chuyện Hoàng Duy Hùng, rất là như là kiểu mà ngoại giao nhiều hơn đó, là cái luật pháp là cái gì. Chào vừa to vừa dài và vừa cong luôn. Trần Hữu Đạt, cái chuyện đề cơ giải quyết rồi, hai hôm trước mua xe máy cho cậu Sùng A Pứa. Cái chuyện mua xe máy là cái chuyện không phải là cái điều tôi nói. Cái chuyện mua xe máy là cái chuyện của phái đoàn lên đề cơ hứa với Sùng A Pứa. Cái chuyện tôi đang nói đây là chuyện Nguyễn Quang Trường nhé. Chuyện tôi đang nói đây là chuyện thằng nào ra lệnh cho Lê Vũ Trung Anh là chủ tịch huyện đề chơ. Đó là cái chuyện tôi muốn nói. Thằng nào ra lệnh cho thằng thiếu tá Thủy ở xã Làng Nhì. Đó là chuyện tôi muốn nói. Thằng nào đạp lên cái luật lệ của công an Việt Nam. Đó là điều tôi muốn nói. Luật Việt Nam khi công an muốn mời ai lên làm việc phải có giấy mời. Giấy mời, thư mời, ông bà gì đó, ngày đó, tháng đó, năm đó lên trên đấy để trả lời về công việc gì ngay trên đấy. Thế thằng thiếu tá Thủy nó có làm câu chuyện đó không? Sao nó biết thằng Sùng A Pứa, nó bắt thằng Sùng A Pứa lên và lại rồi quay phim người ta nữa. Công an có quyền quay phim để làm tư liệu học tập hoặc là để làm tư liệu sau này, nếu mà Sùng A Pứa hay là ai đi thưa gì đó thì có tài liệu để chứng minh với lại tòa án nhân dân hay là viện kiểm soát nhân dân gì đó. Okay. Nhưng mà không có phải là quay video để đưa cho thằng Nguyễn Quang Trường. Nó vi phạm luật lệ Việt Nam rõ ràng, và các ông, nhất là ông Trang Kham, là người đã từng làm nhân viên của chính phủ ở trong Bộ Ngoại giao, bất lực mà bây giờ lên tiếng chê trách tôi. lên tiếng chê trách tôi là có ai, có lợi cho ai? Tức là có lợi cho thằng Đức Đầu Bạc, cho thằng Hoàng Duy Hùng và cho thằng Nguyễn Quang Trường, đúng không? Nó chẳng có lợi gì cho ông Trang Kham hết. Nếu có nữa thì thỏa mãn cái tự ái của ông Trang Kham. Đấy. Thì bây giờ đó,
Đáng nhẽ tôi nói chuyện này sau, thế nhưng mà thôi tôi nói trước. Còn chuyện đứt đầu bạc cái Hoàng Duy Hùng là kia đó thì chúng ta nói sau cũng được, không sao. Có lẽ là ông San Kham ông cũng nực, nực gà là hồi lúc này sau này tôi có nhiều chuyện tiêu cực ở Việt Nam. Trước đây thì Lê Thái có khuyên tôi khi mà nói đề cập những cái chuyện gì đó, đừng có khoe, đừng có khoe. Lê Thái thì không nói chữ khoe, nhưng mà tôi nói thẳng ra là khoe. Ví dụ như Trương Minh Tuấn làm giống như là nhà nước phải nghe lời thằng Nguyễn Phương Hùng này đó. Tôi nói thật luôn, Việt Cộng không nghe lời ai hết. Tôi nói theo ngôn ngữ của Ba Que đó, là Việt Cộng. Việt Cộng nó chẳng nghe lời ai hết đó. Họ biết họ phải làm cái gì. Họ đủ khôn ngoan. Họ lèo lái cái dân tộc này. Họ thống nhất được đất nước. 49 năm họ thành công. Họ tạo được uy tín trên ngoại giao, trên trường quốc tế. Nhưng mà trong nước đang có một sự thiệt thòi rất lớn. Vì sự thiệt thòi đó mà bác Nguyễn Phú Trọng phải ra tay. Lê Thái nói tôi đó, thì chú nên là nói rằng những cái nói cái gì, cả đề xuất thì cái gì, đề nghị cái gì. Thật sự rằng những cái đó đó, thì ngày hôm sau tôi có sửa liền, tôi bảo có thể rằng cái điều đó trùng hợp, mà tại vì tôi nói sớm quá, hay là tôi biết sớm quá. Tôi nói thẳng luôn, tôi biết. Biết là tại sao? Tức là có người nói với tôi thì tôi mới biết được, đúng không? Đấy. Chứ mà tôi là có vợ tay, tôi có nói, tôi khoe tôi là tiên tri, tôi là thần thánh gì nữa kia rồi. Như ông San Kham nói, ở trong nước, về chuyện ở trong nước, lịch sử trong nước, tôi hơn ông Nguyễn Phương Hùng. À, lẽ đương nhiên, anh là đảng viên, anh làm cho Bộ Ngoại giao thì anh phải biết chuyện của Đảng Cộng sản hơn tôi chứ. Làm sao mà tôi hơn anh được, mà tôi có chưa bao giờ tôi nói tôi hơn ông San Kham bao giờ đâu. Thế mà cũng mang liền nói, lát các bạn sẽ nghe thế. Thì bây giờ ông San Kham ngồi nghe lại và các bạn nghe lại, các bạn làm trọng tài dùng cho tôi luôn. Ai đúng ai sai. Đấy. Và cái điều ông San Kham nói xấu về tôi nói thẳng luôn, nói xấu về tôi. Nó có thực không? Và nó có lợi không cho cái cuộc đấu tranh chống thằng Hoàng Duy Hùng này không? Đó là một cái dạng, tôi nói đẹp. Ông rất khôn ngoan. Thì hóa ra cái việc ông San Kham, cái video này ông San Kham xác nhận những cái gì áp lực mà tôi đã từng nói rồi. Châu Huỳnh, San Kham và Phạm Trung Nghĩa lại. Và Nguyễn Bình Phương luôn. Bốn người đó là áp lực với Lê Thái. Phải chửi ca sĩ Lệ Hằng. Tại vì họ không ưa tôi. Nhất là cái video này rõ ràng San Kham đó, ganh ăn tức ở lắm. Cho tôi đó, mẹ phải đéo mẹ cái thằng Việt Kiều đó. Nó đi về Việt Nam 30 lần chứ nó làm cái đéo gì đâu mà nó vênh vênh mặt, nó tự kiêu tự đắc. Quý vị sẽ nghe ngôn ngữ của San Kham. Tôi bảo đảm nhà nước rất là tế nhị. Vâng, cảm ơn anh Quang Phúc Cổ. Nhà nước không bao giờ nghe ai hết. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái bất cứ một phiên họp nào phải là tất cả đồng ý và nhất trí, tức là phải 100%, chỉ có một người chống lại thôi. Thì trong cái vụ mà Tết là nhà đã có video đó, tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ trừ một thằng không đồng ý, đó là thằng Bốn Tây, Trương Minh Tuấn. 35 người họp trong đó, 34 nói là ok, không sao hết, chiếu. Trương Minh Tuấn bảo không. Thế là xong, không chiếu. Mà trong đó ai đóng? Ca sĩ Thanh Thúy này, lúc đó là
phó phó giám đốc Sở Thông tin Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải thông tin văn hóa, cả thông tin thể thao và du lịch vậy. Đại khái như vậy. Và ca sĩ Thanh Thúy cũng là một đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đóng trong cái cuốn phim đó. Và bác người từ kiệt kiệt xuất, bác ta bao nhiêu tự nhiên quên mất rồi. Thì chúng tôi đóng cái phim mà chúng tôi gặp nhau tại chiếc mộ của chị Võ Thị Sáu, quý vị biết rồi. Một cuốn phim nói là Tết là nhà, nói lên một cái câu chuyện của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đất nước bao nhiêu vùng không đi, nhất định phải đi ra ngoài Côn Đảo để tới nghĩa trang Hằng Dương để thăm mộ của Võ Thị Sáu. Mặc dù có rất nhiều cái tin này tin kia, Võ Thị Sáu là thế này là thế kia, Việt Cộng thêu dệt huyền thoại Võ Thị Sáu, như là cái kiểu mà thằng Hoàng Dung nói sử ngoại này. Cái đám sử ngoại ba que đây ấy, thì nó nói là cái Võ Thị Sáu không có. Rồi cái anh gì tự nhiên cũng quên, bị bắn ám sát ông McNamara mà hụt. Thì đám của hải ngoại đây nó cũng bảo là không có. Nhưng mà chuyện nó có thật, sử bắn là chuyện có thật. Lúc đó báo nào cũng đăng hết. Thì chuyện Võ Thị Sáu cũng cũng vậy thôi. Không có nên tại sao người ta bị chết? Đôi khi á, người ta phải thêu dệt hóa lên để cho công việc nó chuyện là chuyện bình thường. Có bạn nào khẳng định với tôi rằng á, Việt Nam có 18 đời vua Hùng Dương Vương không? Tại sao sử không nói gì đây vua đời vua Hùng Vương thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đấy, mà chỉ có đời vua Hùng Vương thứ 18 là được nhắc nhiều nhất, là tại vì có sự tích bánh dày bánh chưng. Thế đời vua Hùng Vương thứ 19 thì thế nào? Thế giới nào có chứng minh được là bà mẹ Âu Cơ đẻ ra được một bọc 100 trứng mà nó lại huyền thoại đến mức là có 50 con trai và 50 con gái không? Nguyễn Văn Chổi, cảm ơn Nguyễn Văn Chổi, đúng. Chuyện Nguyễn Văn Chổi là chuyện có thật. Và tôi đi xem nữa. Tôi đi xem đấy. Cái vụ mà sử bắn ấy. Bác Lê Quang Vịnh, à, tự nhiên nhớ này, bác Lê Quang Vịnh. Đấy. Lê Quang Vịnh cũng là người Việt Nam Cộng Hòa, giáo sư dạy trường Petrucci. Lần đầu tiên đi vào Bưng để gặp Nguyễn Như Thọ. Thì ông Thọ may mắn chạy được, không bị bắt. Nhưng mà những cái người đi vào đợt đó đều bị bắt hết. Thì Việt Nam Cộng Hòa còn xuyên tạc ngược trở lại là nói rằng là ông Nguyễn Hữu Thọ bán đứng bị bắt. Thì bác Lê Quang Vịnh bị ở tù 14 năm. À, bác Thu Nguyễn là tôi thấy rằng cái message của anh Lê Phi Long
San Kham là cái bóng của Bình Phương chứ biết gì về chính trị lịch sử, ai chứng minh San Kham biết về lịch sử nào thì cũng không có gì nặng nề lắm đâu. Thì có thể là bác mở ra, nhưng mà tôi cũng đề nghị anh Lê Phi Long cũng không nên cái thì ngồi mình ngồi nghe hơn là đây là có vẻ là như kiểu anh Phạm Thành Đô nói đúng đó. Vô tình là những người người ta nghe người ta nghĩ rằng anh đang kích động cho tôi để mà nói xấu tiếp tục đánh nhau San Kham. Phan Ca lúc nãy có người nói rồi, Xuân Nguyên có nói rồi, Nguyễn Văn Trỗi. Vâng, thì Quang Phúc Cổ tôi biết, cả nhà tôi có những cái bài viết về đó. Thì cái câu chuyện đó là tôi đi, thì tôi nghe nói Võ Thị Sáu là ở Vũng Tàu đúng không? Nhưng mà khi tôi ra ngoài Vũng Tàu đi với lại anh gì của này, Nguyễn Quang Chánh, à không phải, không Nguyễn Quang Chánh, phải như cái Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Bằng đó. Thì gặp được anh em ngoài đó nói hỏi, thế bảo ô muốn thăm mộ của trai cô Võ Thị Sáu thì bác phải ra ngoài Côn Đảo. Thì lúc đó tôi mới biết, thì chạy về tôi nhân tiện thì đi đóng cái phim về Võ Thị Sáu, đài VTV9. Thì đạo diễn Bùi Thu Ba đó, cô Thu Ba trên Facebook này, cô là một nhà vận động ấy, vận động viên ấy, đạp xe đạp này, đạp xe đạp hình như là đi từ 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 Nam ra ngoài Bắc luôn, giỏi lắm, khỏe lắm. Bùi Thu Ba là đạo diễn. Thì VTV9 lúc đó anh Quang đó làm là gọi là coi như là chủ nhiệm của cái VTV9. Bây giờ đây làm tổng giám đốc của VTC luôn, VTV luôn. Đấy. Một người rất giỏi. Tôi thấy Quang rất giỏi, nói chuyện rất là lễ phép luôn, rất là ngoại giao luôn. Thì anh Quang cũng đồng ý là cho chiếu, Bùi Thu Ba đồng ý, nhiều tất cả mọi người đều đồng ý. Thì cảm ơn Quang Phố Cổ. À vâng, cảm ơn anh Thu Nguyễn. Thì ông Trương Minh Tuấn nghe lời thằng Quách Duy. Thằng Quách Duy là người của ai? Là nhóm tổ quạ trên hết của Trịnh Hoài Nam, tức là nhóm của Châu Huỳnh. Nhóm đó lúc đó chống lại tôi. Đấy, về cái vụ mà lịch sử Việt Nam 15 tập năm phát hành tháng 8 năm 2017. Đấy. Cho tới bây giờ các bạn thấy không? 5 năm rồi, quyển sách có bị thu hồi không? Thì tôi đúng hay là nhóm Châu Huỳnh, Trịnh Hoài Nam đúng? Trong cái nhóm Trịnh Hoài Nam bị ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn bị diệt rơi. Bây giờ ông Tuấn rút lui. Ông thượng tướng Võ Trên Chiến Chí Trung bây giờ đâu rồi? Ông thiếu tướng Hoàng Kiền, cậu của thằng gì đó, cậu của thằng gì mà đi theo Trần Xuân đâm sau lưng chiến sĩ, cậu ruột đấy. Không chỉ vì vấn đề đồng tiền đó. Mê Trần Xuân thì chắc chắn là mê không nổi rồi, nhưng mà tiền Trần Xuân thì chắc chắn là thơm. Nó đá nó bỏ anh em. Vâng đúng vậy, Phạm Quang Phố Cổ. Chào bạn Phạm Khuôn.
Bây giờ trở lại cái vấn đề đó hôm đó đó. Tôi mới tức khí lên tôi nói. Tôi bảo là tôi sẽ không tha cho ông Trương Minh Tuấn. Đáng nhẽ tôi không đề cập tới vụ AVG. Tôi nói thật các bạn. Tôi nói thật nhé. Ở bản Quất Lâm đúng như vậy. Biển Quất Bây giờ biển Quất Lâm bây giờ chắc cũng hối hận lắm nhỉ. Và tôi hứa với biển Quất Lâm tôi sẽ không nói ông, tới ông Hoàng Kiền nữa. Thì đương sự xin tôi đừng có nói. Nếu mà tôi không biết chuyện gì thì tại sao mà như là ông San Kham nói tôi chẳng biết cái gì thì tại sao người ta phải năn nỉ tôi? Tôi không biết chuyện gì hết mà đức đầu bạc sợ không dám bên tôi. Đi đâu thì cũng đi mà không dám bên tôi. Thì trở lại cái vấn đề. Khi mà tôi đập ông Trương Minh Tuấn, tôi có viết thơ cho ông Trương Minh Tuấn ở trên Facebook và tôi có nói thẳng luôn. Tôi sẽ không tha và tôi đưa vụ AVG ra. Tại sao tôi biết? Ông Trang Kha có nghĩ rằng tôi ở bên hải ngoại này tôi không biết cái gì. Đúng, tôi làm sao tôi biết được chuyện trong nước bằng anh được. Cái điều đó quan trọng là tôi có can đảm như các anh không? Hay là các anh trong nước biết mà có can đảm như tôi không? Đúng. Biển Quất Lâm nói ông Hoàng Kiền là cậu ruột. Nhưng mà ông khi mà ông Hoàng Kiền mà đánh thiếu tướng Lê Mã Lương á, tôi hỏi ông Hoàng Kiền ông đang ở đâu? Ông đang đi tu nghiệp ở bên Nga. Ông đang đi học về cái khóa mà mìn miết gì đó ở bên Nga. Ông có ở đây đâu trong lúc mà cái ngày 14 tháng 3 1988 bị mất gạc má, ông Hoàng Kiên có ở đây đâu? Thì nói kiểu giống như là cái lý luận giống như ông San Kham nói về tôi đó. Ra đời tôi là cái thằng Việt kiều, tôi không ở Việt Nam, tôi đéo biết chuyện gì ở Việt Nam hết. Đấy. Thì bây giờ cũng vậy. Đó, ông Hoàng Kiền nói rằng Lê Mã Lương ấy không phải là cái lính chỉ huy ở ngoài Trường Sa thì không có quyền nói. Thế tôi hỏi ông Hoàng Kiền ông ở đâu? Ông công binh, đồng ý. Đơn vị công binh phụ trách kiến tạo xây dựng ở ngoài các đảo Trường Sa. Đúng. Nhưng mà ông Hoàng Kiền đâu có ở đó đâu. Ông đâu có chỉ huy gì ai ở ngoài đó đâu. Thì ông có khác gì ông Lê Mã Lương không? Mà chẳng qua là tại vì Gato ganh ăn chức ở với ông Lê Mã Lương. Bởi vì ông Lê Mã Lương được ông Nguyễn Văn Phước, ông Nguyễn Văn Phước phát hành cái cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Đấy, tôi nói, tôi kể câu chuyện như vậy các bạn biết rằng ấy, tôi là nhà báo, tôi không cần biết, tôi không cần phải có mặt ở Việt Nam tôi mới biết chuyện Việt Nam. Không lý tất cả các nhà báo trên thế giới này đều phải có mặt ở khắp nơi để mà để biết chuyện khắp nơi à? Đâu có phải như vậy. Có bao nhiêu nhà báo đang ở Ukraine nào mà ông nào cũng viết về chuyện Ukraine giống như là ông đang có mặt ở Ukraine. Tôi chỉ tin vào những cái video mà những người mà đi làm phóng sự đứng mặc đồ mặc đấy đứng nói chuyện đó thì tôi mới tin. Thì đây cái chuyện ông Hoàng Kiền trách ông Lê Mã Lương chỉ vì ông Lê Mã Lương được ông Nguyễn Văn Phước Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử viết cái bề đề tựa trong cái đó. Xong rồi các ông bới lông tìm vết cái này sai cái này hay này kia. Cái chuyện lịch sử nó tam sao thất bản. Rất là đúng. Bây giờ cái vụ mà thằng Hoàng Như Hùng nó nói bậy. Ông Nguyễn Thanh Tuấn ở đâu? Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn bây giờ đang ở đâu? Ông trốn ở góc nào ở trong Quảng Nam? Ông Hoàng Kiền ở đâu? Ông Thượng tướng Võ Tiến Trung ở đâu? Rốt cục có mỗi mông Trịnh Hoài Nam lên quánh thằng Hoàng Diệu đấy.
các ông cái thằng Hoàng Duy Hùng nó phá tan đất nước, các ông im lặng hết. Vẫn được phát hành, vẫn được phát hành và không bị thu hồi, và họ đã in một cái bản đính chính kèm vào trong những cái quyển sách. Họ gửi cái bản đính chính vào tất cả các quyển sách và họ vẫn được bán như thường, và cho tới vào giờ phút này vẫn được phát hành. Và tôi nói cho các bạn biết, lúc đó tôi đánh nhóm Trịnh Hoài Nam vì cái vấn đề chẳng qua là họ dựa vào cái câu bỏ chữ Ngụy, lúc đó thật sự là chính sách đấy, theo theo lời của ông Phan Huy Lê, không có phải làm tổng chủ biên được cuốn sách, tổng chủ biên cuốn sách khác. Và tôi bảo đảm những người viết về cái vụ hoàn toàn không đọc về cuốn sách luôn nữa. Thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường là tổng chủ biên, vậy mà ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn dám nói rằng là ông Phan Huy Lê là tội đồ của dân tộc. Phan Huy Lê rồi có người anh là Phan Huy Quát, thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến tranh các bạn. Thiếu gì người có anh em nhau. Dương Văn Minh có người em đấy, Dương Văn Nhật ở ngoài Bắc. Tôi đâu, chú ruột của tôi đó, Nguyễn Văn Nhật, đại tá ở cũng ở quân đội nhân dân. Thì có sao đâu. Chính nghĩa, ý thức tùy theo mỗi người mà đem ghép. Ông Phan Huy Lê, bác Phan 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 Huy Lê là cái gì? Giáo sư nhân dân, tiến sĩ giáo sư nhân dân, ông được cái bằng đó. Mà tất cả khi mà còn sống, tất cả các chủ tịch của nhà nước đều tới thăm mỗi năm. Chủ tịch Trần Đại Quang tới nhà, tôi đã tới nhà bác Phan Huy Lê, tôi đã nhìn thấy cái hình chụp Đại tướng Trần Đại Quang là chủ tịch nước tới thăm lễ Tết. Việt Nam mình hay có vụ lễ Tết, tới tới tận nhà thăm và còn hỏi bác Lê cố gắng nha, hoàn thành càng sớm càng tốt Đại sử ký 30 tập. Ông Phan Huy Lê mới là tổng chủ biên của cái Đại sử ký 30 tập. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường bây giờ là giáo sư rồi, hết làm phó rồi, lên được rồi. Vâng, cảm ơn vừa to vừa dài. Thì giáo sư Trần Đức Cường đã nói rằng anh hùng chờ đi, cái 30 tập này nó còn nhiều hơn nữa, còn rất nhiều. Tôi có nhiều bài viết lắm, nhiều bài viết về cái lịch sử 15 tập. Tôi nói chẳng qua các ông đó vì một cái tư thù cá nhân hay là về một cái cực đoan chính trị là không chấp nhận bỏ chữ Ngụy. Không chấp nhận bỏ chữ Ngụy đó là một cái cảm tính chứ không có ý thức. Mấy ông dựa vào câu rằng Bác Hồ nói rằng đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, mà bây giờ sử bỏ chữ Ngụy đi tức là công nhận Việt Nam Cộng Hòa là chính thống. Thì bây giờ tôi hỏi thằng Hoàng Duy Hùng, nó nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đang là
Từ năm 1954 đến năm 1975 là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao câm họng tất cả cả lũ vậy? Những thằng nói rằng bỏ chữ Ngụy trong cái lịch sử Việt Nam 15 tập. Bây giờ không lên tiếng đi. Không bênh vực nó đi. Nguyễn Thanh Tuấn đâu rồi? Hoàng Kiền đâu rồi? Võ Chiến Trung đâu rồi? Thằng Hoàng Duy Hùng ấy, nó đang chửi vào mặt các ông ngay trong nhà các ông ấy. Nó tới tận nhà các ông nó chửi ở trong nhà các ông, cái đó mới nhục đấy, nhục còn hơn cái gì nữa, mang thân là cái thượng tướng, thiếu tướng, trung tướng, về trung tướng mà lại là về ngành 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 tuyên huấn như là ông Nguyễn Thanh Tuấn, nhục còn nhục hơn đấy. Nó chửi trước mặt đấy ông Tuấn, nhà cãi nhau với thằng Hoàng Diệu đi đấy, nó chửi ông ấy là tội đồ dân tộc đấy. Nếu mà ông nói là chỉ có một nước Việt Nam, tôi mong rằng cái tổ quạ trên hết không phải chỉ có một mình Trịnh Hoài Nam. Trịnh Hoài Nam vẫn chửi Nguyễn Phước Hùng, nhưng mà tôi vẫn khen, khen là tại vì Trịnh Hoài Nam dám đối đầu với Hoàng Duy Hùng. Ở cái chuyện đó là lịch sử. Còn cái vấn đề giai đoạn của lịch sử, chính trong quyển sách của ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, tôi sẽ chứng minh cho các bạn, nếu cần ngày mai tôi chiếu luôn cái chuyện đó. Quyển sách của ông Nguyễn Thanh Tuấn cũng không dùng chữ Ngụy nữa, mà gọi là chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền miền Nam, đâu có gọi là chính quyền Ngụy đâu. Ông Nguyễn Thanh Tuấn bắt chiếc mẹ hồi giọt này, cái con khỉ 1968 đó là Mậu Thân ấy. Đấy, nó ví cái vụ Mậu Thân ấy còn tàn độc hơn là cái vụ cái Mỹ Lai nữa đấy. Còn Mười Nguyễn, cái bạn bạn có quyền nghĩ như vậy. Thế nhưng tôi chỉ hỏi bạn tại sao quyển sách không bị tịch thu. Lúc đó là Võ Võ Văn Thưởng đang làm về bộ bộ cái gì tuyên giáo trung ương, ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, thằng Bùi Gia Việt nói rằng là sẽ ra dân tôi sẽ biểu tình, nghe ghê lắm, nó tưởng nó là cái gì, nó là thủ tướng à, dân tôi sẽ biểu tình thách thức với ông Võ Văn Thưởng. Rồi thằng Trần Ngơ nói rằng sẽ đi tự thiêu, tôi còn chọc nó, tôi bảo bữa nay xăng xuống giá này, cái hồi đó năm nó 2019 xăng xăng xuống giá phải không các bạn? À, 2018 xuống giá. Tôi bảo bữa nay xăng rẻ lắm, đi mua đi, về tự thiêu đi. Nhà tới ngày hôm nay nó có tự thiêu không? Toàn là thánh, thánh mạng xã hội. Thì cái đám ở trong tổ quạ trên hết. Thằng Quách Duy đi ở tù. Cũng vì tôi. Thì tôi nói ra như vậy là bảo là tôi khoe khoang, tôi nhận công. Đúng. Úi, Phạm Thành Đô, úi thế. Thì cũng nhiều tuổi rồi bác, em cứ tưởng là 8X. À, ai vậy? À, các bạn đang nói về tuổi thân là sinh năm 1000. À, người ta tuổi ngọ tuổi mùi, sao tôi cứ là bùi ngùi tuổi thân nữa. À, hai bạn này này đang nói chuyện người là khác. Giết, tại sao lại có tiếng Mỹ như này? Vũ Minh Thảo
Tôi biết Vũ Minh Thảo là ai rồi, nhầm trong cái nhóm của của Trịnh Hoài Nam mà. Ok, viết chuyện đàng hoàng thì ngồi tôi để lại. Giết thì không ở phe nào, tôi là không ở phe nào. Can nhân ông Phương Hùng, nguyên nhân là nhân bão thì đẳng cấp một chuyên qua là một đẳng cấp một chuyện quá tầm thường, tôi chẳng hiểu cái gì hết. Thì chẳng hiểu bạn này nói cái gì, nhưng tôi biết Vũ Minh Thảo. Vâng, thì trả lại cái vấn đề các ở đây có một số bạn không hiểu cái chuyện đó, đó đó là nguyên nhân, chỉ vì họ không chấp nhận. Thì cái đó là một cái cũng là cái tốt, nhưng mà không phải vì cái vậy mà mình chống lại nhà nước. Bởi vì khi mà ra một cuốn sách nó không phải đơn giản. Việt Nam mà in một cuốn sách, cuốn thơ không thôi đó cũng là một cái khó khăn rồi, xin giấy tờ cho Bộ Văn hóa, xin giấy tờ rồi nhà xuất bản, xin đủ hết. Đừng có nói chuyện mà quyển sử của Bộ Chính trị đã họp đi xuống Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đi xuống dây bộ 4T rồi đi qua tất cả các đơn vị khác. Và cái quyển lịch sử đó, tôi đã tới 36 Hàng Chuối ở ngoài Hà Nội. Tôi gặp anh Quang, thì anh Quang bảo cho biết là anh tên là gì, Quang Nguyễn Thanh Quang hay vậy đã không biết. Anh Quang là bảo tôi bây giờ tôi hết làm chủ nhiệm rồi, giờ tôi chỉ làm ấy. Nhưng mà anh Quang xác nhận với tôi là cuốn sách lịch sử Việt Nam 15 tập đó đã được, và anh cho anh tặng tôi một cuốn sách đó mà tôi đã đưa cho Lê Xuân Nghĩa ở Thanh Hóa đó, Nghĩa nó có đó. Nhưng mà tôi đã chụp lại tất cả những cái bài báo ở trong đó mà cần thiết cho cái cuộc. Tôi đã chiếu hết. Thì trong đó là đã họp và có họp thêm một cái hội nó gọi là tái tái cái gì đó, không biết dùng cái chữ gì trong nước đó, tôi không cũng cũng không, nhưng mà đại khái là họp lại để quyết định sau khi có sự chống đối của ông Nguyễn Thanh Tuấn, ông Hoàng Kiền và ông Thượng tướng Võ Tiến Trung. Thì 15 à 18 người họp, trong đó có ông thiếu tướng như thiếu tướng Nguyễn Phương Liên vậy đó. Phụ tá của ông Nguyễn Thanh Tuấn, tôi đã gọi điện thoại cho nói chuyện với ông Tuấn. Chính khi mà đó trung tướng ở còn ở tại chức, trung tướng đã cũng in trong đó là gọi là chính quyền miền Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà, ở trang số mấy nữa. Thì ông bảo tôi sơ sót mà cái trang đó thôi, có một trang thôi. Tôi bảo một trang hay 10 trang nó cũng không thành vấn đề, nhưng mà trung tướng đã làm cho một cái đã in một quyển sách của cơ quan của mình mà lại bảo rằng là sơ sót, thì không biết trong cái cuộc đời của ông từ lúc mà ông ra trường cho đến khi ông trở thành trung tướng trước khi về hưu thì ông có bao nhiêu lần sơ sót nữa. Quý vị biết tài liệu Tổ quốc trên hết này, TQTH của tôi đây này. Đấy. Tôi có này, báo cáo này, bênh vực này, tức là bênh vực cái lịch sử Việt Nam 15 tập này, có Bùi Gia Việt này, Bùi Tiến Lợi này. Thằng Bùi Tiến Lợi giờ này đã về hưu và không được hưởng lương hưu luôn, trục xuất ra khỏi đảng và tịch thu cái đảng tịch và cái cấp bậc luôn. Tức là bị
cho giải ngũ không còn cấp bậc thượng tá. Ông Bùi Tiến Lợi này là về thượng tá, về 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 cao đẳng, như cao đẳng về thiết giáp, dạy về xe tăng. Ông tưởng là xe tăng của ông T-54 là cứng lắm sao, ông chống luôn cả nhà nước, thế là bị. Rồi còn tôi có cả Candy Lê này các bạn ấy, trong nhóm ấy. Candy Lê này, Chế Trung Hiếu này, nhóm Cờ Đỏ gồm có ai này, Đại Sử Ký 30 tập này, tôi có nguyên một tài liệu, tôi đã có rồi đấy nha. Rồi trong này Diệu Liên, Tôn Nữ, Doãn Như Lân, Đỗ Hạnh này. Ơi ông Đỗ Hạnh này, ông thiếu tá Đỗ Hạnh này nó mới vui này. Đấy. Thiếu tá Đỗ Hạnh nói rằng là Điện Biên Phủ trên không từ năm 1967 hay 68 gì đấy. Mẹ kiếp. Điện Biên Phủ bên trên không ai cũng biết chỉ có 12 ngày. Vào tháng 12 năm 1972. Tới ngày 30 tháng 12 thì Tổng thống Nixon đã phải tuyên bố ngưng. Tính biến Việt Nam thành thời kỳ đổ đá mà biến không được. Mà thằng cha Đỗ Hạnh này, đại tá Đỗ Hạnh này này, nó dám viết là năm 1968, Điện Biên Phủ trên không. Nếu mà nó Mỹ nó bỏ bom Điện Biên Phủ trên không từ năm 68 tới năm 72 này, thì quý vị thấy nó miền Bắc bây giờ còn cái gì không? Một thằng đại tá mà ăn nói bà lắp bà sàm như vậy. Rồi có Gạc Ma này, có giáo sư Thọ Hòa này đấy, Lê Hạnh này, Hồ Văn Hớn này, Hoàng Công Cường này, Hoàng Kiền này, đấy tài liệu Hoàng Kiền này. Tôi chụp hết những cái gì Hoàng Kiều viết ở trên Facebook này. Hoàng Kiền cùng với Nguyễn Tuấn, đó là Nguyễn Thanh Tuấn. Hãy nghe lời giải bày của một sinh viên đại học năm thứ nhất. Các cơ quan chức năng, cái gì TH là cái gì này, TG là tôn giáo, GD là giáo dục này, cái thông tin và truyền thông và văn hóa, nói gì đây? Lịch sử là một hiểm họa đang diễn ra. Ông đi ông lấy một cái bài của một thằng sinh viên đại học năm thứ nhất trong khi ông đang là một thiếu tướng, mà chỉ vì nó đồng quan điểm với ông, tức là cái đó, ông mà không bị kỳ, tại vì ông về hưu rồi đó. Nói theo kiểu Nguyễn Thanh Tuấn nói với tôi về hưu này, chứ hồi xưa mà tôi còn ở trong đó, anh Hùng nói làm sao mà tôi ấy được. Đây là con Hoàng Ngân Thương, tài liệu Hoàng Ngân Thương này, xúi Nguyễn Thanh Tuấn là làm cái gì này. Thí dụ đây này, giáo sư Mạn Dẩm, nó viết về giáo sư Phan Huy Lê, viết bậy bạ. Có ai biết Lê Hương Lan là ai không? Tức là Hoàng Ngân Thương. Không, không ai biết hết. Con này nó đăng những cái bài lịch sử Việt Nam 15 tập này. Ký tên Nguyễn Thanh Tuấn. Lời kêu gọi khẩn kính mong bạn bè của Thương viết bài phân tích về bộ sách lịch sử của Phan Huy Lê cùng đồng bộ. Hóa ra con này, con này nó là người của Việt Tân. Nó cùng với cái nhóm ở trên San Francisco, lâu ngày tôi quên mất tên, của cái bác sĩ Nguyễn Thùy Trang. Đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn quyết liệt đề nghị thu hồi và tiêu hủy cuốn
gạt ma vòng tròn bất tử. Vậy có bị chu hồi chưa? Nhưng mà cái này thì không sao, cái này còn đỡ hơn là cái mà ok, bấm nhanh quá, máy nó nhanh, máy tôi nó nhanh lắm. Nếu mà tôi nói về chuyện mà lịch sử 15 tập đó, có thể rằng nó mất cả tháng. Bởi vì trong này tài liệu nhiều lắm. Bài báo gây bão mạng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu kiểm tra xử lý bộ sách lịch sử do giáo sư Phan Huy Lê làm tổng chủ biên. Còn Lê Hương Lan nó quả quyết giáo sư Phan Huy Lê làm tổng chủ biên. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, một trung tướng quân đội nhân dân, hồ đồ nghe lời của con Lê Hương Lan, bảo rằng ông Phan Huy Lê làm tổng chủ biên, thế là tấn công ông Phan Huy Lê. Mà thật sự, ông Trần Đức Cường mới là tổng chủ biên. Ông Phan Huy Lê thì là giáo sư. Nhưng mà ông không có dính dáng gì trong đó hết. Thế phải như vậy là phải có hồ đồ không? Mình là một trung tướng mà để cho nó lấy hình của mình đăng ở trên. Này, tôi hỏi rằng á, tôi đúng hay là Google Tiên Lãng 2014 blogspot.com. Google Tiên Lãng là ai? Tại sao có chữ Tiên Lãng? Các bạn nhớ năm 2012 có cái vụ Tiên Lãng ở ngoài Hải Phòng đó. Anh này là cựu chiến binh nữa. Chiếm cái bờ biển ở Tiên Lãng đó làm của mình. Chống lại nhà nước, còn đặt mình nữa, hình như là có làm thiệt mạng. Những người quân đội nhân dân tới mà tiếp thu đó. Đấy. Thì cái đám này nó lấy tên là Google Tiên Lãng. Và sau khi anh nó bị bắt, tôi quên mất tên rồi, bị quân đội khống chế rồi là xong. Thì cái nhóm này đổi Google Tiên Lãng 2014, nó bị chấm dứt luôn, đóng luôn cái kênh Google Tiên Lãng. Đấy. Tôi biết rằng cái lục sử 15 tập của nhóm Trịnh Hoài Nam, Nguyễn Thanh Tuấn này đã bị giật dây. Nếu không muốn nói là bị mua chuộc luôn. Tức là nhận tiền của Trung Quốc. Đây. Đây là bài viết của Nguyễn Thanh Tuấn. Tôi có đầy đủ hết tài liệu. Nhiều bài lắm, vui lắm, bữa nào tôi đọc cho các bạn nghe. Để đây các bạn nhìn thấy không, biết bao nhiêu tài liệu, tôi đầy đủ hết. Trong này Võ Đông Cung cũng thò mũi mõm vào quánh luôn, đánh tiếp luôn, xúi dục cái nhóm tổ quạ trên hết này. Phạm Đào đang khuyên bác Võ Đông Cung nên ngồi lại cùng nhà báo Nguyễn Phương Hùng để cởi nút thắt căng thẳng những ngày qua về việc đấu tranh chống ngụy sử. Tôi bênh quyển lịch sử 15 tập. Thằng Võ Đông Cung nó đi theo nhóm kia, nó chống lại 15 tập. Voi xanh cá lưỡi rắn lưỡi lươn là ai cơ? Sỏ xiên công kích. Lưỡi rắn sỏ xiên công kích. Ông này nói sỏ, nói xiên công kích gớm. Tức là nói ai? Ông này là ông nào? Tức là ông Nguyễn Phương Hùng phải không? Tôi nói sỏ, nói xiên công kích cái gì?
lưỡi lươn. Ok, thì thôi ngồi đó mà nghe nhé. Thì bữa nào chúng tôi sẽ trở lại này. Đây là rất nhiều tài liệu. Đây nói rằng ông Phan Huy Lê chủ biên. Láo liễu bây giờ ai cũng biết rồi. Quyển sách không phải giáo sư Phan Huy Lê chủ biên. Tổ quạ trên hết. Tôi gọi là nó là tổ quốc trên hết. Nó lấy cái tên ghê lắm. Kêu gọi là rồi nào là cái thằng Tạ Thái Bình là thằng nào đấy, Tạ Thái Bình này cũng bị bắt rồi thấy chưa? Này Phan Hồ Hải, Phan Mỹ Lý này, Quách Duy, Quân Khúc này, Sài Gòn Vo Ve hồi đó cũng có nữa, Phùng Ngũ Hà này, Nguyễn Thanh Tuấn này, Nguyễn Thanh Tuấn, tài liệu Nguyễn Thanh Tuấn này có hết. Còn đằng đại tá Khuất Biên Hòa này bây giờ bỏ chạy điêu mất chưa hả? Hả? Đại tá Khuất Biên Hòa này đi đâu mất mẹ rồi. Khuất Biên Hòa tức là khuất biến mất này. Những chuyện thâm cung bí sử về Lê Mã Lương và bộ sử 15 tập. Ê, quý vị nói xấu lẫn nhau đấy, trong nước với nhau cùng quân đội nhân dân mà nói xấu với nhau đấy. Thì sao không nói gì đi? Điều hóa ra là các anh em trong nước có quyền nói xấu lẫn nhau, còn người ngoài mà nói thì không được. Đây là cái video Nguyễn Thanh Tuấn, đài VTV1. Nguyễn Thanh Tuấn thư ngỏ gửi các đồng chí lãnh đạo VTV. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, tôi nhận được cú điện thoại của phóng viên quý đài về việc sẽ gặp tôi để phỏng vấn về đề tài lịch sử để đưa vào chương trình đối diện trong kỳ này. Sau khi trao đổi thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, tôi đồng ý tham gia phỏng vấn và các đồng chí đó đã nhấn mạnh đây là chương trình đặc biệt. Bởi vậy lãnh đạo đài giao nhiệm vụ trực tiếp bay vào để thực hiện, không giao cho VTV8 giúp thực hiện được. Tôi rất vui khi được. Thì tôi cái đọc tiếp nó là cái phần dưới này. Ông ngồi đây, đây là cái khung màn màu xanh, các bạn thấy là tôi hay làm cái khung màn màu xanh hồi xưa kỹ thuật không bằng bây giờ. Lấy cái màu xanh này sau đó, đài về xong rồi nó mới đưa cái studio của đài vào. Thành ra ông Nguyễn Thanh Tuấn nó mặc đồ quân đội nhưng mà ông đi dép. Thì khi mà đưa lên trên đài thì nó chỉ cắt ngang cái này thôi, lấy phần này thôi để đưa cái vào studio. Ông Nguyễn Thanh Tuấn là tôi có cái bài, tôi đăng nguyên cái bài đó. Thì ông than phiền là tại sao cái thu hồi cái bài viết của ông đi, à cái video đó, trong video đó hai người, ông Nguyễn Thanh Tuấn và Hoàng Kiền, thì đây phần phần kế tiếp. Sự việc này tôi rất cảm ơn các đồng chí lãnh đạo quý đài và hai phóng viên phỏng vấn ghi hình và biên tập viên Cường đã sản xuất cho phát hành, cho phát sóng chương trình trên. Nay không hiểu vì sao trên VTV Go đã tiến hành cắt xén toàn bộ phần nói chuyện về lịch sử, đoạn ghi lại hình của tôi và Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh binh chủng công binh quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi VTV Go cắt xén các thế lực thù địch và những ai đã bảo vệ các quan điểm xét lại đã lợi dụng việc này mà tung lên mạng xã hội những bình luận xuyên tạc và xúc phạm danh dự của tôi và anh Kiền cùng những ai đã ủng hộ chương trình này. Tất nhiên với những người ai cố tình có quan điểm động cơ bỏ phạm trù ngụy quân ngụy quyền vì như họ nói bỏ để cho khách quan trung tính
bỏ cho mọi người dễ dàng chấp nhận, bỏ để tránh miệt thị, bỏ để hòa giải, hòa hợp dân tộc, bỏ để có cơ hội pháp lý đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, bỏ vì sau năm 1954 ở Việt Nam có hai chính quyền song song tồn tại, đó là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô Hà Nội ở miền Bắc và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở thủ đô Sài Gòn Việt Nam. Cùng với đó, họ còn có nói thêm là quân đội Sài Gòn họ chiến đấu cũng có lý do v.v. Thì đây hai chế độ đúng, không có ai nói hai quốc gia. Đấy. Thì bây giờ đó, chính cái này đó, ông đã mớm lời cho thằng Hoàng Duy Hùng biến hai cái thể chế thành hai quốc gia. Ông Nguyễn Thành Tuấn, tại sao cái video ông lên lúc 6 giờ chiều tại Việt Nam, 10 giờ tối, chỉ có 4 tiếng đồng hồ bị gỡ xuống. Thì ông biết lý do rồi. Không thể nào mà khi mà ông nói về quyển lịch sử Việt Nam 15 tập đã được phát hành, tại vì ông đang nói chuyện năm 2019 đúng không? Phát hành được 2 năm rồi. Mà ông lên ông vẫn đả phá cái quyển sách đó. Tức là ông đả phá lại chủ trương của nhà nước. Ông đả phá lại Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông đả phá lại Bộ Bốn Tế. Ông đả phá lại cả một cái lực lượng quân đội. Thành ra khi người ta chiếu lên và người ta phát hiện ra thì người ta tháo đi thôi. Tôi là người, xin lỗi anh San Kham nhé, thì khoe luôn. Tôi là người theo dõi lúc 6 giờ. Và cũng chính lúc 10 giờ thì tôi là người khám phá ra cái video đã bị gỡ xuống. Và tôi thông báo liền. Lý do nó cũng vô tình thôi. Nhiều khi nó có nhiều cái may mắn, nó bất ngờ trong cái nghề nghiệp đó. Mình tính vào để mình lấy. Lúc mà đang chiếu đó thì 6 giờ chiều tôi bận. Thì tính lúc 10 giờ chiều tối đó thì tôi vào, tôi sẽ thu lại. Thứ nhất, thu lại cái video. Lấy cái bài đó thì mất tiêu. À, thành ra tôi mới biết. Tôi biết rất nhiều chuyện trong nước, lý do tôi được nhà nước mời về. Thằng Hoàng Duy Hùng nó nói rằng nó được mời về đi Trường Sa. Tôi trả lời không có ai mời hết. Tôi thách thằng Hoàng Duy Hùng đưa cái thơ mời ra đi. Hình như Hoàng Duy Hùng bữa nay, bữa hôm qua đi lên đường về nước này phải không? Về Mỹ này phải không? Tôi chờ thằng Hoàng Duy Hùng và thằng Đức Đầu Bạc về, tụi nó đập nhau tại Houston chơi. Vâng, tôi, anh San Kham nói tôi chẳng biết gì về chuyện ở Việt Nam hết. Đấy. Không biết về lịch sử Việt Nam thì đúng. Nhưng mà lịch sử mà trước Đảng Cộng sản thì tôi biết nhiều hơn anh San Kham nữa. Bởi vì lúc đó anh học sử theo kiểu khác. Thế nhưng mà tôi vẫn biết lịch sử Việt Nam sau từ năm 1930 cho tới bây giờ. Mà tôi đã nói nhiều lần rồi. Lúc tôi qua bên Mỹ thì tiếng Anh của mình dở. Thì ngoài cái vấn đề chính là tôi đi học công nghệ thông tin. Bởi vì lúc mà tôi làm cho CIA Việt Nam, tôi đã làm công nghệ thông tin rồi. Thành tôi nghĩ rằng nó hợp với sở trường của mình. Mà mình dễ học, dễ nhanh hơn, hấp thụ nhanh hơn. Thì tôi lấy thêm một cái môn phụ, đó là Anh Văn. Và trong khi mà tốt nghiệp thì phải có một cái bài luận án. Rất tiếc là hồi đó chưa có máy móc chạy bằng cái thẻ bấm keypad ấy. Xong rồi cái rồi nó đưa vào trong nó chạy ra, nó in cho mình cái bài viết. Mình chẳng có đồ để lưu lại cái gì hết. Thì cái bài đó của tôi đó là bài tìm hiểu về huyền thoại Hồ Chí Minh. Thì tôi đi tập
tôi đi tìm những tài liệu về Hồ Chí Minh viết bằng tiếng Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi hiểu 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Đó là lý do tôi hiểu và tôi quý. Quý vị kiếm trên thế giới này tất cả những nhà lãnh đạo mà đạm bạc như là ông gì, bố của ông Lý Hiền Long là ông gì, ông Lý Quang Diệu. Đấy. Là một nhà rất là trong sạch. Bất chợt giờ này vẫn còn đi một chiếc xe sập sệ, cũng là một trong những người trong sạch. Nhưng mà Bác Hồ, quý vị thấy khi mà ông Hồ Chí Minh chết có được một cái nhà ở hay không? Câu trả lời là không, ngoại trừ cái nhà sàn ở nằm trong dinh chủ tịch. Đấy, cái nhà sàn đó đó, Bác Hồ chết ở đó đó, và tôi đã quỳ tôi khóc ở đó đó. Tôi nhờ học những cái tài liệu ở nước ngoài, có những quyển sách viết bằng tiếng Mỹ nhưng mà nó dịch từ những tài liệu của nước Đức, của nước của Nhật, và vì vậy tôi hiểu đó Bác Hồ, và tôi hiểu được Đảng Cộng sản được thành lập tháng 12 năm 1930. À đó, quên, quân đội nhân dân Việt Nam, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Mùng 3 tháng 2 năm 1930 là Đảng Cộng sản ra đời đó. Thì người ta nói là mình muốn chống ai hay mình muốn theo ai thì mình phải tìm hiểu về người đó. Tình tiền nhà báo biết nhiều. Thì có một cái này đó Lê Thái không thích và đã từng nói với tôi, là tại vì tôi hay nói rằng người nào mà tôi đưa lên thớt đó, ở trong chương trình của tôi đó, là trước sau gì cũng đi tù. Trước sau gì cũng đi tù. Có ai ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ông gì mới đây là mới bị, tôi đã nói với David Dương, David Dương đó là vua rác ở Mỹ. Khi nào mà ông gì ông hồi đó là chủ tịch thành ủy là Lê Hoàng Lê Hồng Quân mới lại ông Lê gì xuống, thì cái địa vị của David Dương cũng sẽ bị lung lung lay. Ông gì cùng thời với ông Lê Hồng Quân nhỉ? Lê Hoàng Quân. Rồi mới gần đây nữa là mấy mấy tay mà trong nước này. Các bạn thấy không? Tôi nói rằng ông nào mà tôi lên thớt là ông đó bị dính, chưa ông nào thoát hết. Tôi đánh bà Nguyễn Thị Kim Tiến về cái vụ ông chồng bà làm giám đốc bệnh viện đa khoa Long Khánh, bà làm bộ trưởng bộ y tế, ông chồng làm giám đốc, xong thì sau cái vụ đó là ông từ chức, bà cũng hết làm, nhưng mà lại đưa ra Nguyễn Nguyễn Thanh Long, Rồng Xanh. Rồng Xanh bây giờ là thành là rồng rồng đen rồi,
mà tôi đánh cả ông Nguyễn Thanh Long trong thời gian Covid và cái vụ Việt Á tung ra xong. Bây giờ ông Nguyễn Thanh Long cũng dính nhỏ, quý vị thấy không? Lê Thanh Hải đúng rồi. Cảm ơn là Đặng Văn Ngọc. Tôi đã nói khi nào Lê Thanh Hải xuống thì số phận của David Dương cũng được an bài. Tôi sẽ không hiểu tại sao nhà nước Việt Nam nó buồn lắm, buồn cười lắm. Cứ đi lấy rác ở hải ngoại mà mang về chất chứa trong nhà của mình. Thằng David Dương nó về nó làm. Bây giờ nó bay luôn cả cái mà gọi là cái sở rác của nó ở dưới Long An cũng bay rồi. Nó dùng cái công ty rác Đa Phước ở dưới Long An chạy vốn 100 triệu đô la vay của ngân hàng BIDV. Đấy, đừng có nói Nguyễn Phương Hùng không biết chuyện này trong nước. Tôi nói những cái này nhiều bạn đâu có biết đúng không? Thì sau khi Lê Thanh Hải xuống là cái đề xuất đó cũng biến mất. Và cái Đa Phước của Long An cũng bay tiêu. Thì không biết bây giờ người ta chưa xử lý được David Dương là tại vì chưa trả hết nợ cho BIDV nhà băng đó. 100 triệu đô la là bao nhiêu tỷ nhỉ các bạn nhỉ? 2.300 mấy chục tỷ đúng không? Bây giờ lại chở rác Hoàng Duy Hùng về. Rác David Dương á, nó chỉ còn nó có tiền nó lót cho Lê Thanh Hải, lót cho rất nhiều lãnh đạo ở trong nước để nó được lập cái công ty rác ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn đồng Hoàng Duy Hùng nó có mang về đồng nào không? Cái đống rác Hoàng Duy Hùng đã bị cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ này nó phế thải. Đưa một đống rác Hoàng Duy Hùng về, cộng thêm một đống rác nó đã có sẵn ở Việt Nam đó là Nguyễn Quang Trường. Bây giờ lại chứa thêm một thằng rác nữa là Đức Đầu Bạc. Ba cái đống rác nó gom vào trong nước. Vui không các bạn? Bữa này nói chuyện ông Trang Sam 11:22 phút rồi mà cũng chưa tới ông Trang Sam đâu hết. À quên. Không biết là Lê Thái có trong này không? Nhưng mà đang này, ngày hôm nay tôi nhận được mấy cái tin nhắn, kể cả ca sĩ Lệ Hằng nữa, khi mà nghe cái video mà Lê Thái nữa, cũng phải rưng rưng nước mắt. Ba bạn trong nước nói rằng cảm ơn bác nhà báo, nhờ bác mới biết được cái video đó. Có bạn nói là lúc nghe tin vào đó thì cái video đó bị mất rồi, nhờ nhà báo chiếu lại thành cho mới biết. Và cháu đã khóc, khóc cùng với anh Lê Thái. Trong lúc Lê Thái chửi thì cháu khóc. À đúng vậy anh John Hầu. Năm 1975 đấy. Ở bên Mỹ này. Tôi học trường đại học Fullerton. Xài máy IBM. Anh còn nhớ được máy IBM 026 Key Punch. Tôi lại còn không nhớ được.
Nhưng mà lúc đó thì cũng đã vẫn xài cái máy khổng lồ IBM 360, tức là cái CPU của nó đó, Central Processing Unit. Đúng, tôi là chuyên viên COBOL, sau này nó có cái COBOL tu nữa, đấy, COBOL tu sau này. Basic language là đầu tiên là phải học. Fortran thì nó về phần kỹ thuật về 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 toán học nhiều hơn, còn COBOL nó về phần về thương mại nhiều hơn, về report. Như vậy John Hồ cũng thuộc loại công nghệ thông tin cao. Máy mainframe là IBM CPU. Thì Việt Nam ấy có hai cái IBM 360. Còn để nguyên nguyên con thì tôi nghĩ rằng có lẽ là trong cái hiệp định Paris đó, thành ra khi mà miền Bắc vào tiếp thu đó, họ đầy đủ hết cả danh sách tất cả các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tất cả đều y nguyên hết. Mà họ phá, nếu mà họ muốn phá rất là dễ, chỉ cần tháo cái bộ nhớ trong máy đó là ra xong hết để lại y nguyên, bỏ chạy không có kịp giờ, không có kịp giờ, kịp thì giờ phá luôn. Chào bạn Văn Hiệp. Vâng, anh Quang phố cổ. Thì lúc đó đó quý vị thấy rằng là bây giờ nó lòi ra rất nhiều chuyện ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lý do tại sao họ muốn chống lại. Mà họ dòng chống lại đó, nhà nước bây giờ đó, họ phải dùng cái nhóm Ba Que gốc miền Nam, như thằng Nguyễn Quang Chương, Hoàng Duy Hùng, Đức Đầu Bạc. Quý vị thấy rằng đó, Đức Đầu Bạc tại sao hãy còn giữ cái lá cờ dân chủ đảng? Tại sao Đức Đầu Bạc đã né tránh rất nhiều lần là sẽ giải mã về Hoàng Duy Hùng mà cho tới không giải mã? Và bữa nay đã cái video mà thằng thầy Hổ đó, Hổ Mèo đó, mà người ta bảo tôi rằng là bác vào xem đi, Đức Đầu Bạc trong này đó, thầy Hổ Mèo đã nói rằng Đức Đầu Bạc nói rằng mới có mâu thuẫn với Hoàng Duy Hùng một năm nay thôi. Thì điều đó không biết, tôi không biết có hay không, nhưng mà rõ ràng rằng đó, Đức Đầu Bạc chống Hoàng Duy Hùng nhiều năm nay chứ không phải mới năm nay. Ít nhất từ năm 2013, Đức Đầu Bạc đã bị Hoàng Duy Hùng loại ra khỏi danh sách đi Việt Nam. Mà đưa một người tên tôi không biết nhớ họ, và tên lót tên là Trung, thay vì Đức Đầu Bạc. Đức Đầu Bạc căm phẫn Hoàng Duy Hùng, bắt đầu tấn công Hoàng Duy Hùng từ lúc đó. Và từ lúc đó tôi mới để ý cái Đức Đầu Bạc, và tôi, nhưng mà tôi chỉ quan sát bởi vì tôi cần những người kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta, thành ra tôi tạm thời coi Đức Đầu Bạc là bạn để tôi khai thác những gì Đức Đầu Bạc biết về Hoàng Duy Hùng. Còn con người của Đức Đầu Bạc thì tôi biết rồi, nhưng tôi cứ giả mù sa mưa. Từ năm 2013, đúng 2012, cách đây 10 năm, tôi chưa bao giờ đánh Đức Đầu Bạc một cái gì hết, là để mà tôi tạo niềm tin với Đức Đầu Bạc.
Và Đức Đầu Bạc ở đây biết tôi là người như thế nào. Thành ra Đức Đầu Bạc luôn luôn ca tụng tôi lên tận trên mây xanh. Tôi đã nói Đức Đầu Bạc, những người càng ca tụng tôi đó là những người đá tôi lúc nào hết. Đầu tiên tôi nói về chuyện chính trị, ở cái cộng đồng này thì tụi nó đá tôi hết rồi. Tất cả những thằng đá tôi đều là những thằng mang ơn tôi hết. Từ cái thằng liên hội cựu chiến sĩ, tới cái thằng tập thể chiến sĩ, tới thằng thị trưởng Tạ Đức Chí và tất cả những người này. Tôi chưa mang ơn ai ở cái cộng đồng này hết. Tôi nói thật, đứa nào kể công ra đi. Nhưng mà tụi nó mang ơn tôi rất nhiều. Tụi nó mang ơn tôi rất nhiều. Chào Đức Đầu đó, chứ là Đức Đầu Đạn húp sò le le. Đúc phải thêm một chữ Đức Đầu Đạn Nổ. Thì Đức Đầu Bạc đã có mối thù lâu rồi, từ năm 2013, 9 năm nay chứ không phải 1 năm như các bạn nói với tôi. Có bạn thì nói với tôi rằng Đức Đầu Bạc ngồi nói chuyện với Hoàng cái gì trong cái vụ hòa giải gì đó, và tôi cũng không biết. Nhưng mà có một cái video rất là nhục, tôi thấy Đức Đầu Bạc rất là nhục nhã, là đi vào trong cái phòng của Hoàng Duy Hùng, phòng C7 đó, đứng lấp ló ngoài cửa. Thằng Nguyễn Quang Trường nó không thèm mấy. Thì có bạn hỏi tôi, ông nói ông không xem mà tại sao ông biết? Dạ thưa, có người báo cáo. Rất là nhục. Tới lúc mà đi vào trong đó, đứng ở, thằng Hoàng Duy Hùng nó ngồi trên giường. Tôi có vào tôi coi cái đoạn đó, cái khúc đó. Còn Đức Đầu Bạc đứng hai cái tay vịn vào cái thành giường, ngước lên nhìn Hoàng Duy Hùng như là nhìn một quân vương. Ui giời, nhục nhã quá. Cái chuyến đi này tôi nói thật, thằng Hoàng Duy Hùng và thằng Nguyễn Quang Trường nó đã thành công. Nó đã đưa Đức Đầu Bạc vào bẫy. Là tại sao? Bởi vì trong cái video đó mà gọi là hòa giải giữa hai thằng đó, Nguyễn Quang Trường và Đức Đầu Bạc, quý vị thấy rằng Đức Đầu Bạc là cái người nói, ngay cả trên đài KBC này cũng vậy, nói luôn luôn nói lạc đề và nói không đâu vào đâu hết. Và đã bị thằng Nguyễn Quang Trường nó chặn. Tôi nói là nói theo lời của người khác, nói theo chuyện của một cái nick ở bên Zalo phân tích dùng cho tôi thôi, cho biết là như vậy. Nghĩa là thằng Nguyễn Quang Trường nó chặn, không cho nói. Chứ không phải là Đức Đầu Bạc được quyền nói. Nó đã gài Đức Đầu Bạc ở vào cái thế. Bây giờ thằng Hoàng Duy Hùng nó dùng cái video đó, nếu mà Đức Đầu Bạc về bên Mỹ mà loạn quạng, nó sẽ dùng cái video đó nó chửi cho thúi đầu. Thế là có phải là già mà dại mà ngu không? Bị hai thằng con nít. Thì hôm nọ anh Quang Phố Cổ có nói rằng Đức Đầu Bạc là một non cơ. Thì nếu mà đúng như vậy thì Quang Phố Cổ nhận xét rất đúng. Tôi chưa xem một cái video nào Đức Đầu Bạc hết với lại Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà qua những câu chuyện, lời bàn tán, tôi nói thật, tôi thích đọc những cái comment của các bạn nhiều hơn là tôi xem cái nội dung của cái cuốn video. Tại vì chính cái lời bình luận của các bạn nó sâu sắc hơn là những người đang ngồi nói chuyện. Tôi nói thật, cái video của tôi đây là lý do đó mà tôi muốn giữ lại tất cả những live stream của tôi. Và đồng thời tôi làm thêm một cái studio.
cách studio thì cái cắt đi những phần linh tinh lăng tăng đấy, nhất là phần mở đầu, còn hầu như là ở nội dung tôi để lại hết. Mà quý vị thấy rằng tôi cười lắm, tôi cười lắm. Cái mà ví dụ tôi đang làm live stream ấy, thì thằng YouTube nó cho tôi không bị giới hạn gì hết. Thế mà tôi đi làm studio, tôi cắt đi cái phần đầu nó này kia, nó ngắn hơn, thì lại bị thằng YouTube nó bảo rằng là limited, tức là giới hạn, là có ảnh hưởng, nội dung này có ảnh hưởng cho tới những lời quảng cáo, thành ra sẽ bị giới hạn quảng cáo. Tôi thấy nghe tức cười. Trong khi cái live stream của tôi này cũng là như vậy mà lại live stream lại được thoát. Quý vị vào xem coi đấy. Coi ở trong đó đấy. Một bên là live và một bên là video. Và coi thể coi đó, cái cười lắm. Cùng một cái video mà bên live đó thì được, không bị chế tài gì hết, mà bên studio lại bị chế tài, thế mới lạ luôn. Thì ông Đức Đầu Bạc, tôi nghe rất nhiều chuyện ông về Việt Nam, ông mở những doanh nghiệp này, ông lừa gạt tiền của người này, lừa gạt người tiền người kia, hoặc là ông lấy tiền đi đưa qua bên Mỹ để làm cái này cái kia, kể cả vấn đề mà đi qua để lao động vào quốc tịch Mỹ và cái chương trình EB5. Thì tôi nghe như vậy thôi, chứ tôi không có biết, thành ra tôi không có kết án ông Đức lường gạt ai hết. Còn ai là nạn nhân đó, thì cứ việc đăng lên trên mạng xã hội, có bằng chứng. Nếu muốn tôi can thiệp thì phải có bằng chứng rõ ràng, ít ra như giấy tờ ký kết tại ngoài công an hay nhà băng hay cái gì đại khái. Còn nói khơi khơi thì tôi không tin, nhưng mà nhiều người đã nói với tôi rồi, ít nhất trên dưới 10 người. Nhưng mà thôi, tại vì họ không đưa bằng chứng thành ra tôi không có nói được. Cũng giống như kiểu Nguyễn Thái Học ở bên Houston, tưởng tôi đánh Đức Đầu Bạc là vội vàng hớt hở, và ngày hôm qua vội vàng gọi quá tôi quạt lại một trận, hôm kia quạt cho một trận. Thế là xong. Còn cô Phạm Nguyên ấy, thì tôi nói rằng là cái cuộc sống cô á cũng không phải là đàng hoàng gì, nhưng mà không có nghĩa là những gì cô tố cáo về Đức Đầu Bạc là không đúng. Một người bị can phạm tội thì họ thường thành thật khai báo nhiều hơn là cái ông mà ngồi lãnh đạo các cơ quan. Vâng, tôi nếu mà tôi có tài liệu tôi sẽ bạch hóa thêm, còn tôi chỉ nói những cái gì tôi biết về ông Đức Đầu Bạc, coi như là cái cuộc sống của ông Đức Đầu Bạc không đứng đắn. Và quý vị biết rằng cái điều này cũng không muốn nhắc lại, ông Đức Đầu Bạc có rất nhiều vợ, nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay không có vợ nào hết. Các bạn nhìn lại thằng Nguyễn Quang Trường, thằng Hoàng Duy Hùng, thằng Sỉu Đá, thằng Sài Gòn Vo Ve, thằng Lê Bảo, thằng Trần Đạt, thằng Hổ Mèo, có thằng nào có cuộc sống đàng hoàng đâu. Trần Xuân rồi Võ Mai rồi, có bà nào có đàng hoàng không? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tất cả những thằng đó gia đình nó đều là những gia đình bất hạnh,
nó bất hạnh trong hạnh phúc gia đình, thành ra nó trở thành mất dạy trên mọi vấn đề xã hội. Mà cái mất dạy nhất là cái lợi dụng cờ vàng và cờ đỏ để nó khai thác. Thằng hải ngoại này kiếm tiền bỏ túi vì chống cộng, thì thằng trong nước cũng vậy, lôi cái thằng quay đầu về bờ để mà cũng chống cộng. Ông Nguyễn Cầm và ông Nguyễn Thế Phượng, cả hai thằng cũng chẳng ra cái gì hết. Đấy, ông Nguyễn Cầm về dính con gì đó, Hà My. Đấy. Sau nó chửi cho banh càng không biết xỏ được mấy cái mà để cho nó chửi canh bành chóc bách. Ông Nguyễn Thế Phượng thì khác. Ông có vợ, có con đàng hoàng, một vợ, một hai con, rất là đàng hoàng, không có gì hết. Tôi sau cái vụ này thì chắc là các ông này cũng mở mắt này. Tại vì đây hai nhân vật mới nhất mà ông Đức Đầu Bạc mới thu nạp vào. Tại vì ông không còn người nữa, ông tính thu nạp thằng Vũ Huynh Trưởng mà thiên bất dung gian, thằng Vũ Huynh Trưởng chết mất tiêu. Thằng Hoàng Duy Hùng và ông Đức Đầu Bạc nghĩ rằng là nếu mà họ đứng ra họ lập được cái hội cờ đỏ, tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có, nhưng mà không phải có thời gian bây giờ. Thời gian thằng Hoàng Duy Hùng chết đi, sau khi thằng Hoàng Duy Hùng chết đi thì sẽ có, nhưng bây giờ thì không. Hoàng Duy Hùng đã vội vàng tuyên bố rằng ai gia nhập cờ đỏ bây giờ sẽ không bị mất tiền, thì có nghĩa rằng sẽ bị mất tiền trong tương lai, đúng không? Nếu ngày hôm nay đăng ký không mất tiền thì không mất tiền bằng hình thức này, sẽ mất tiền bằng hình thức khác. Những thằng lưu manh không bao giờ nó từ bỏ cơ hội để nó kiếm tiền. Vâng, cảm ơn Đức Đầu Đạn. Thì Cầm Nguyễn bay tiêu rồi. Mà tôi đã không thích Cầm Nguyễn từ lúc ở bên Mỹ này, trước khi về Việt Nam. Nhưng mà tôi như ông Cầm Nguyễn thì thôi im lặng đi. Có, cái chuyện đó có. Cái đám Trịnh Hoài Nam ấy, nó cũng dùng con Hà My. Các bạn hỏi Phùng Nên, Phùng Nên cũng có kinh nghiệm về Hà My này dữ lắm.